chào ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay lại một ngày trôi qua trong những ngày mình tránh dịch ở nhà. Hôm rồi mình có mua cái chả cá bên này nó bán là 8 đồng một phao, một hũ gì là một phao nè. Mà chả cá này mình ăn thấy dai, còn có nhiều chỗ thì mình ăn thấy không có dai. Mình để trong tủ đông á, rồi bây giờ mình xả đông ra. Rồi mình ướp gia vị vô. Với mình bữa nay mình nấu cái chả cá này với canh khổ qua, và mình nhét vô khổ qua hết còn nhiêu thì mình để chiên. Giờ mình lấy cái khổ qua ra này, nó còn, nó mới xả được chút rồi, gần hết. Mình thì mình không có làm ăn công ty đồ, thì mình ở nhà. Chứ mà mình thấy mấy người mà mua bán á, mấy người mà kinh doanh á, cực lắm, khổ lắm. Nghĩ như vậy là thất thu biết là bao nhiêu, không phải giỡn đâu đó. Có người phá sản luôn đó trời. Mà có nhiều chị thì làm neo với bữa nay mình coi báo mình thấy đợt trước thì có tiệm neo, rồi bữa nay tới tiệm tóc, giống như là mở cửa làm cho khách quen á, làm cho khách quen. Rồi chắc mình nghĩ có nhiều người, người ta giống như là người ta đi làm quen rồi đó, người ta không có chịu tay nó dài hay gì chút xíu người ta không chịu neo móng rồi cũng vậy. Nó người ta đi tiệm quen rồi, ở nhà ta không biết cắt đó, người ta phải kêu mấy cái người mà tiệm đó, đó người ta đi làm. Trong mùa dịch này mà ai mà đi làm là sẽ bị phạt, nó chưa cho mở tiệm mà, nguy hiểm lắm. Cái bệnh này á, nhiều khi á mình á, mình nhìn người bình thường đi, mình không biết là người đó bệnh đâu, mà nhiều khi người ta đã bị bệnh rồi, người ta đã có cái mầm bệnh ở trong người rồi mà mình không có biết á, còn nguy hiểm lắm. Làm cho quen rồi mở cửa tiệm là vi phạm. Mình thì ở nhà mình làm nhỏ thì không sao, người ta làm lớn người ta mệt. Ở bên này á hả, mấy cái cửa hàng mà dạng như là shop hay là cái gì mà muốn mặt bằng á, thì tính ra nó tính giống như là mình bên mình vậy đó. Mình muốn một mét vuông là bao nhiêu tiền thì bên này nó cũng vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ không có làm gì nè, không biết chính phủ có hỗ trợ mấy người đó không, mình không biết. Còn hôm rồi thì nghe nói có đó, mà tùy theo trường hợp nữa, tùy theo trường hợp người ta ủng hộ, người ta cứu xét nữa. Còn bao nhiêu người không có thì sao sao
nhiều lắm, nhiều vấn đề. Mới đi đầu hồi lúc mà bên này nè mới phát bệnh lên đó ha, là cái nhà hàng mà của người Hoa, của người Tàu á, ấy liền luôn á trời. Giống như là người ta sợ á, người ta không có đi ra đó người ta ăn, là thấy không. Mà lúc đó là chưa nha, cái thời gian đó là chính phủ chưa có hỗ trợ hay chưa có kêu mà ngưng hay là gì hết á, vẫn hoạt động bình thường. Chỉ mình biết là cái dịch bệnh này đã xuất phát từ bên Trung Quốc rồi, bên Vũ Hán rồi, thì người ta vẫn mua bán bình thường mà nó vắng. Khi mà đi ra tới đó, trời ơi, không phải nói chứ, hồi đó cái tiệm bán nhà hàng đó nó đông cỡ nào đông ha, mà tự nhiên nghe cái tin bệnh từ bên Vũ Hán bên đó đó, là mấy cái tiệm mà của người Hoa vắng lại. Mà thí dụ như mình người Việt hay là như thế nào thì mình thấy mình sợ, còn có những người mà dân của họ thì có một phần họ sợ, có một phần họ không sợ. Thì có tiệm thì nó vắng không có bóng người luôn, có tiệm thì còn được vài người khách. Mà hỏi bạn chứ, người ta nhà hàng mà người ta mở ra, người ta bán rất là nhiều món ăn luôn, mà phục vụ cho biết bao nhiêu lượng khách trong một ngày đó là người ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Rồi bây giờ nghe tới cái dịch bệnh gì đó, cái người ta không đi, người ta sợ. Mà khi mà nhà hàng người ta bán, người ta phải chuẩn bị sẵn gì đó, mà không có đi, khách nó mất cái lượng khách nó ăn cỡ đó đó, chịu gì nổi vậy. Rồi hôm bữa mà mình đi chợ đó, mình thấy cái shop giống như là cái shop bán quần áo vậy đó, mà lúc đó là ở bên này người ta đã cấm cho máy bay bay đi qua du lịch rồi đó, mà ở ngoài cái shop quần áo ở ngoài ngoài Waikiki á, ngoài trung tâm á, nó vẫn còn mở bán. Thì theo mình nghĩ giống như là bây giờ họ đã muốn một cái chỗ đó rồi, một tháng biết bao nhiêu tiền, thì bây giờ người ta bán được cái gì người ta bán. Chứ mà khi mà chính phủ bắt đóng cửa hay là ngưng hoàn toàn rồi đó ha, là lúc đó người ta đâu có bán nên người ta lỗ. Lúc đó mới cấm máy bay thôi, rồi lúc đó mình đi là chưa có vụ mà cấm giờ giới nghiêm, chưa có, giờ thì cấm luôn giờ giới nghiêm, là mấy cái shop này nó cũng đóng cửa hết rồi. Mà bên mình thì người ta cũng có hỗ trợ, nghe nó hỗ trợ tiền trong cái mùa dịch này nè, rồi với hỗ trợ thức ăn, thức uống cho các bé nữa. Nhưng nhà mình không có đi, ông xã mình không cho đi, tại vì đi sợ đi ra ngoài đường nhiều quá đó, cứ đứng xếp hàng rồi đó, sợ lắm. Mà mình cũng nghe nói là không có cần đi xuống đứng xếp hàng, chỉ ngồi ở trên xe thôi thì người ta đem lại, người ta đem tới xe mình, người ta bỏ vô cái xe mình á. Mà thôi, tại vì cái đó hỗ trợ cho mình thấy không cần thiết thì mình nhường cái phần đó lại cho người cần thiết hơn. Còn mình thì nhà mình ít người lắm, đâu có ăn uống gì nhiều. Mình với một phần mình đi chợ mình mua rồi, gia đình mình ăn cái gì cho mình mua hết rồi. Còn con cái mình nó ăn theo ở nhà,
thì ở trong trường nó cho thì theo cái phần thức ăn trong trường nó ăn, mấy con mình nó ăn quen thì mình cũng đi chợ mình mua vậy đó. Mình đi chợ mình mua mà với cái nào mà nó thích ăn thì mình mua, còn nó không thích thì thôi. Mình nhiều khi một phần ăn ở trong trường á hả, nó đâu có ăn hết đâu mà nó cũng không có thích nó. Ví dụ như trong trường nó có sữa, nước trái cây, rồi trái cây tươi, rồi đồ ăn, rồi tùy theo bữa có khi nó cho trái cây hộp, có khi cho trái cây tươi, thì những cái đó mình thủ mua cho mà nó ăn theo cái ở nhà. Mình ở bên giường người ta đem ra người ta bán á, thì bên này cũng có cái ví dụ đó đó. Người ta trồng ở nhà, người ta đem đi ra người ta bán. Có khi lúc trước thì nó có cái nhóm chợ trời là ngay chỗ đó đó, ngày nào nó bán. Còn bây giờ ngay cái vụ dịch này nè thì nó tụ tập ở ngoài gần ở ngoài chỗ trung tâm á, nó tụ tập như đó đó, nó bán mà mình cũng không có đi nữa. Mình đi chợ Mỹ đi cho nó lẹ, đi ra ngoài đó mình không thích, mình đi ra đó rồi sợ có con mình nó đi theo á. Con mình thì nít mà nó lóc chóc lắm, mình nó cũng đâu có chịu đeo khẩu trang bảo vệ hay là cái gì đâu, nên thôi mình cho nó ở nhà. Để ví dụ như mình đi chợ mình mua nè, rồi cái nào cần thiết ăn một không thì thôi đó thì mình đi mua tiếp. Ở bên đây cái chả cá này nó không có bằng chả cá thắt lát ở bên Việt Nam đâu. Cái này nó làm cái gì á mà ăn tạm thôi. Hôm rồi mình có mua cái chỗ kia, cái chả cá chỗ kia mà nó không có ngon, nó bở rẹ à, ăn kỳ kỳ lắm, bở lắm. Nên không mua chỗ đó nữa, giờ mình đổ chỗ này mình mua nè. Chỗ này nó mắc hơn cái chỗ kia thì nó hình như không gọi, nó bán có 5 đồng một phao thôi, còn cái này thì nó bán 8 đồng một phao nè, mà mình ăn thấy nó dai. Mua cá tươi về mình xay cũng được mà, thôi làm biết.
này người ta đã ướp muối rồi. Bây giờ mình thêm miếng đường, miếng tiêu, hành. Chứ mình bỏ muối vô thêm nữa là nó mặn lắm. Ta cũng ướp bỏ muối vô sẵn hết trơn. Mình về mình không có bỏ muối. Bỏ muối vô là mặn á. Thì mình bỏ tiêu. Có bạn nào mà thích ăn ớt, bằm ớt bỏ vô thêm nó ngon lắm. Hôm qua mình đã lấy ruột ra rồi. Còn hành này để hồi nấu canh bỏ vô. Hôm nay mình quết xong rồi mình nhét vô cái trái khổ qua. Mà cái cá này các bạn thấy không? Mình thấy nó cũng bở hơn là cái cá thắt lát của mình đó bạn. Nó không có bằng ở bên này, nó không có bằng cá ở bên Việt Nam mà có ăn đỡ luôn. Thank you.
quá anh Hòa, nó nặng tay lại. Cho cả nhà xem hoa tai của ông xã nè. Đó, thấy không? Cả nhà thấy không? Có hình dung ra được con gì không? Con gì? Con mũi hả? Thôi. Mũi lên. Nè, ngồi ăn cơm. Ăn cơm, tới giờ cơm mà cả nhà ơi. Đây. Cơm đạm bạc. Ăn cơm đạm bạc, canh khổ qua dồn chả cá thắt lát. Không tiền ăn đỡ gì đi ha. Không tiền. Nào có tiền á mình ăn cao lương cái gì. Cơm. Nào, ăn cơm này ha, ok cái này rất. Nè. Nè hút cơm ăn nào con. Rồi xích vô. Con không ăn cơm lại, ba lấy iPad lại đó. Ừ, cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Các bạn thử đón thử cái qua tay của mình Thảo Minh coi là bao nhiêu. Có thể là do ảnh hưởng là nghỉ ở nhà nhiều quá đi coi phim kiếm hiệp á, rồi bắt đầu mới hình dung ra được cái con đó mà dẻ. Cũng có thể đúng không? Coi gì gồng hả? Gồng Nghĩa nói gì con muốn lần hả? Chân mạnh thiên tử. Chân mạnh thiên tử đúng rồi. Hai vợ chồng mới vừa coi phim xong bộ phim Chân mạnh thiên tử có con rồng á, câu giết mà tẩu quả nhập ma. Hai chồng trưởng y treo y treo. Trưởng y treo. Ở không nhà nằm coi. Coi mà ghiền ha. Nè cá nè. Rồi, đầy chén quá. Bỏ đây đi. Để đây cho thấm mắm đi. Dám bước cửa bước mềm rồi đó ha, mềm hơn nữa, dám bước chân ra đường nữa mấy tuần rồi sao dám dịch ai. Thôi rồi đó, giờ em mới thấy cái ông này nhà là ổng hôm qua bày ngồi nhậu á, bày ra ngồi ngoài á, đâu em... có đi đâu đâu. Ừ, mà ngay lễ phục sinh nữa người ta bày ra ăn tiệc quá, mà đó thì ít á, khi nào bày ăn lắm. Ăn
gái mình đó, nó ăn cơm không. Cơm không á thì nó ăn. Hiểu đưa bác đại bà hiểu. Mà cơm mà mình rẻ đồ ăn vô cơm luôn á thì nó không ăn. Mà nó ăn thịt không thì nó ăn. Giống như mình kho thịt á, mình thường thường hồi nhỏ ba mẹ mình hay cho ăn bỏ vô cơm, mình trộn chai nước vô rồi trộn chung vô ăn ha. Còn con mình nó không ăn. Thịt thì đưa nó thịt không ăn. Mà mình chan vô trộn với cơm nó không ăn. Thà là nó ăn cơm không. Nó ăn cơm không xong rồi, hay là nó ăn thịt xong rồi nó ăn cơm vậy đó. Mà nói ra thì anh hai á nó dễ hơn. Ủa bé cà dễ hơn anh hai. Anh hai khó ăn. Rồi em bớt thêm nữa. Chân mát. Trời cái này hơi hầm hầm ha anh ha. Em ăn nó không được mà chấm the the thì ăn được. Trời nóng quá. Trời nóng quá. Nóng quá. Mẹ đi Hiếu à. Múc cơm nhân con. Nhỏ lại. Con đi lại đây không rồi. Quay lại ngay con đi. Múc con không con? Nó thả mình á. Thì ở nhà rảnh coi tivi á, người ta nấu nướng ăn mà cái người đi rừng ở Việt Nam mình á khoái lắm, ổng khoái coi những chương trình đó lắm. Nhất là mấy người đi rừng á, cái kênh gì mà Vàng A Pháo phải không? Đúng không? Được bắt á. Nhịp sống vùng cao. Nhịp sống vùng cao rồi tùm lum, ông thích coi những ngoài Bắc. Chuẩn bị cưới vợ Bắc. Bọc thêm cây nữa. Cái nhé. Cái. Có ăn hai cây không?
có chứ. Ai có? Thiệt vậy hả? Ừ. Anh kêu hoài. Thiệt mà. Để mình đưa cho anh coi. Rồi sao? Rồi. Cái kia sẽ. Cái này hết đạn rồi, cái kia. Vậy đó hả? Cái gì lên. Ngon hả? Mới biết á. À, người mấy hả? Thế yếu hả? Thế yếu nhỉ? Không biết ai đặt ai làm gì mà biết đâu. Biết nhà ai làm gì? Nó không? Ừ. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm không ư? Không, 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 ăn này không. Để ăn canh không ư? Cũng thấy đắng nữa mà thủ qua mà cái trái gai gai đắng không? Đắng hơn hả? Này này đắng rõ lắm, anh thích ăn đắng, thích ăn đắng không? Thôi mẹ ăn đắng, ý là cái này là đắng rồi ăn là vừa rồi. Đắng mẹ đâu không đắng, em ăn em thấy đắng mà nhát đắng. Hả? Nhỏ nhắc đắng lắm thì giờ lớn lên tôi thích lại thích đắng. Thì đảo khẩu vị. Còn qua. Còn nội. Còn qua, qua sống món còn. Hết rồi. Nãy em nấu hết luôn á. Còn hôm qua suốt thịt vịt đúng không? Phải được ăn. Làm gì? Hôm qua xào với thịt á. Hả? Hả? Nó không có thể bào. Em biết đâu, ok. Em có đồ bào không? Có. Có mà. Mà hết qua rồi. Ăn hết này đi rồi đi mua khác. Hôm qua này mua chợ tạo là mua ở Bắc Cồ. Cái gì chợ tạo Bắc Cồ đâu bán không? Cồ qua này đâu. Hôm qua khác Bắc Cồ có không? Không có luôn, Bắc Cồ không bán hôm qua nào. Chợ thêm có bán. Chợ thêm mới bán hôm qua. Chữ con còn bình đang uống với một bình nguyên. Thì cả như hai người. Mai ngày là hết rồi đó. Mai đi mua nhiều người rồi. Mong quá. Mai đi mua một tưởng coi này này. Rồi chuối rồi đó. Nhà sẽ ăn chuối với anh. Nhà mình ăn chuối nhanh ghê luôn. Ừ, nó vậy tốt quá chứ ăn gì nó mới quật. Mua hai nải, bữa đi mua hai nải mà ăn không đủ. Đi em cho tàu mua nó, không có đi hôm bữa mà chuối sim nó non quá không có ngon. Cái chuối sim nó non mà cái
cái cạnh nó nở không hết nữa. Cái thứ nhất, thứ hai nữa, cái da nó gì kỳ lắm, giống như chuối xiêm trắng, nó nhìn không có ngon. Nó dám bóc à, đó nên em không mua. Anh nhớ cái nãy chuối kia mua đó hả, 10 bữa không có chín, mà chín là giống như chín héo. Mà sao anh sợ? Cơm đi con. Chút cơm ăn con. Hiếu đưa bát cho ba Hiếu. Mà ăn hết chén cơm à. Nhanh lắm. Đưa bát này cho ba. Vừa coi phải vừa ăn vậy đó. Okay. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.